Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Việc ba tù nhân chính trị tại trại Sáo Nghệ An, Bùi Văn Thuận, Trình Bá Tư và Đặng Đình Bách tuyệt thực đã có kết quả khi trại Sáo đã có cuộc đối thoại với các tù nhân và đã quyết định mở cửa chuồng cọp. Và bây giờ thì Mai Hoa có cô Trịnh Thị Nhung là vợ của anh Bùi Văn Thuận và cô Đỗ Thị Thu là vợ của Trịnh Bá Phương đang bị nhốt ở trại An Điềm, Quảng Nam. Cô sẽ cập nhật thông tin về chồng mình Trịnh Bá Phương và em chồng Trịnh Bá Tư. Cũng xin được nhắc lại là gia đình bà Cấn Thị Thêu gồm hai con trai là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư đều bị kết án và bắt sau vụ đồng tâm, với cáo buộc dành cho ba mẹ con là làm tàn trữ, sử dụng phát tán thông tin vật phẩm chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Và mặc dù gia đình họ ở Hà Nội nhưng là mỗi người đều bị nhốt một nơi. Trịnh Bá Tư thì bị nhốt ở Nghệ An, Trịnh Bá Phương bị nhốt ở trại An Điềm, Quảng Nam và bà Cấn Thị Thêu bị nhốt ở Thanh Hóa. Quay lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta về các tù nhân tuyệt thực ở trại Sáo Nghệ An. Trước tiên là mời cô Trịnh Thị Nhung. Chào tất cả các khán thính giả của đài SBS. Vào ngày thứ Bảy, ngày 2 tháng 10 thì tôi và gia đình đã có cuộc thăm gặp ở trại Sáo Nghệ An. Gia đình chúng tôi đến thăm anh Thuận sau khi mà anh Thuận, anh Bách và anh Tư đã kết thúc cái đợt tuyệt thực từ ngày 28 tháng 9 và kết thúc vào ngày 19 tháng 10. Và cái cuộc tuyệt thực này kéo dài 21 ngày, 3 tuần. Thì khi mà chúng tôi nhìn thấy anh Thuận ấy, thì tinh thần anh ấy rất là thoải mái, anh ấy rất là rạng rỡ, có cái nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, mặc dù là cái sức khỏe của anh vẫn đang còn yếu. Thì theo thông tin từ anh Thuận thì các anh em đang trong quá trình hồi phục sức khỏe, và 10 ngày đầu là các anh chỉ có ăn cháo thôi, và bây giờ các anh bắt đầu ăn cơm và ăn thức ăn ấy. Thì anh nói rằng là sau cuộc tuyệt thực tinh thần của ai cũng đều rất là vững vàng và rất là ý chí ạ. Họ xúc khoảng bao nhiêu ký trong cái khoảng thời gian mà 21 ngày tuyệt thực thưa cô? Và cả hai anh Thuận và anh Tư đều xúc 11 ký. Còn anh Bách thì sau 10 ngày tuyệt thực thì sức khỏe anh ấy có vấn đề nên là anh ấy đã dừng tuyệt thực. Vâng, quay sang thưa cô Đỗ Thị Thu. Cô có thể cho biết tình hình của chuyến đi thăm Trịnh Bá Tư cũng ở trại Sáo Nghệ An thì là Tư có cho biết thêm chi tiết gì không thưa cô? Dạ vâng, em chào chị Mai Phạm và chào khán thính giả của đài SBS. Thì vào ngày 2 tháng 11 năm 2024 thì bố tôi là Trịnh Bá Khiêm đã vào thăm gặp em tôi là Trịnh Bá Tư. Thì cũng giống như chị Nhung nói ạ, tinh thần của em Tư cũng rất là mạnh mẽ và em cũng có những nụ cười trên môi khi đạt được được trại giam số 6 giải quyết về vấn đề quyền lợi của em Tư cũng như các anh em khác là được thoát khỏi cái chuồng cọp ấy ạ. Vào ngày 30 tháng 10 thì em Tư có gọi điện thoại về dặn cho gia đình rằng là em Tư gửi lời cảm ơn tới tất cả các quý anh em bạn bè trong và ngoài nước ạ. Và thì gia đình đột của Trịnh Bá Tư cũng đã gửi cho SBS cái đoạn ghi âm cuộc gọi điện thoại của Trịnh Bá Tư gọi về vào ngày 30 tháng 10. Xin mời quý vị nghe. Thông báo với cô bác anh chị em bên ngoài là điều kiện giam giữ ở trong tổ A đã được cải thiện một phần. Một, thứ nhất là cửa buồng chuồng cọp đã được mở cả tuần nhé. Tuy nhiên buổi sáng sớm bắt đầu giờ chiều thì cửa chuồng cọp mở trễ hơn 15 đến 30 phút sau khi mở cửa buồng chính. Còn buổi sáng thứ sáu, buổi chiều sáng chủ nhật và chiều chủ nhật thì mở cửa cả bốn buồng để anh em ra ngoài tập trung chơi cờ, thể thao, đá đá chuyện mỗi buổi khoảng 2 tiếng nhé. Được rồi. Trong cuộc họp qua ngày 17 tháng 10 thì với sự tham gia của thiếu tá Trần Anh Quế 559 853 thì trại giam số 6 ghi nhận sự hỗn hòa trong hành động và lời nói của anh em tổ A. Rồi. Còn đây có những lời cảm ơn của em chị Thảo đăng với bố chị Thu đăng lên nhé. Rồi rồi. Tôi cùng anh em Thu Trần Chính Trị đang giữ tại tổ A K1 trại giam số 6 xin gửi lời cảm ơn đến các cơ quan ngoại giao của các chính phủ dân chủ, các cơ quan báo chí truyền thông độc lập cùng toàn thể cô bác anh chị em những người đang khao khát và đấu tranh vì một nền dân chủ nhân quyền đã quan tâm đồng hành và các thành viên bảo vệ chúng tôi. Có được sự quan tâm quý giá đó, chúng tôi thêm vững tin bước đi trên con đường chúng tôi đã chọn. Chính trong nhà tù này tôi nhận thức rõ hơn rằng cuộc đấu tranh vì một Việt Nam dân chủ nhân quyền là thực sự quan trọng và cần thiết. Do vậy chúng tôi cảm thấy mình đang được sống một cuộc sống thực sự có ý nghĩa.
Những năm tháng bị cầm tù và sự khắc nghiệt trong nhà tù chỉ là nơi để chúng tôi rèn luyện ý chí và học tập thêm các kiến thức hữu ích mà thôi. Hiện tại chúng tôi đã kết thúc đợt tuyển thực tập thể sau 3 tuần, sức khỏe chúng tôi đang dần hồi phục. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến chân thành đến tới các bạn. Hẹn gặp lại các bạn khi chúng tôi ra khỏi nhà tù nhỏ này. Và đó là những gì mà Trịnh Bá Tư gửi lời cảm ơn tất cả những người đã quan tâm, đồng hành với họ trong cuộc tuyệt thực vừa rồi. Rồi tôi quay lại với cô Trịnh Thị Nhung, thưa cô. Trong cái chuyến thăm gặp vừa rồi của cô tới chồng cô Bùi Văn Thuận, thì Bùi Văn Thuận gửi lời gì tới bên ngoài không, thưa cô? Và trong trong cái chuyến thăm gặp ngày thứ bảy thì em đã kể cho anh Thuận nghe những gì xảy ra ở bên ngoài lúc mà anh ấy tuyệt thực, về cái sự đồng hành của mọi người trong nước ngoài và ngoài nước như thế nào, và những lời động viên, những lời chúc sức khỏe, và có những cái lời khen ngợi về sự kiên trì mạnh mẽ của các anh em trong đó. Thì khi mà nghe những cái gì em truyền đạt ấy, thì anh Thuận rất là vui và mắt anh ấy sáng lên. Anh ấy rất là cảm kích trước cái sự đồng hành của mọi người ở bên ngoài, và anh ấy có nhờ gia đình gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú, anh chị, bạn bè trong và ngoài nước đã đồng hành cùng anh ấy và các anh em trong cái đợt tuyệt thực này. Và đặc biệt anh Thuận cũng gửi lời cảm ơn đến anh Trần Huỳnh Duy Thức và những người bạn của anh ấy đã hỗ trợ và giúp sức các anh em về mọi thứ trong cái đợt tuyệt thực này. Vâng, và cũng thấy rằng là ông Trần Huỳnh Duy Thức đã được ra tù chỉ 1 tuần trước khi cái kỳ tuyệt thực của trại Sáo Nghệ An, và ông Trần Huỳnh Duy Thức đã lên tiếng rất là mạnh mẽ đồng hành cùng với cái đợt tuyệt thực này của 3 tù nhân chính trị tại trại Sáo Nghệ An. À, cũng quay lại với cô Đỗ Thị Thu, thưa cô, cái dịp cuối tuần vừa rồi cô có chuyến thăm gặp chồng mình Trịnh Bá Phương ở trại An Điềm, Đà Nẵng. Sức khỏe của Trịnh Bá Phương như thế nào, thưa cô? Dạ vâng thưa chị, thì chiều ngày 30 tháng 10 tôi có bắt đầu khởi hành từ Hà Nội vào An Điền, Quảng Nam thăm chồng tôi. Sáng đến sáng ngày 31 tháng 10 tôi đến trại giam An Điền, và buổi thăm gặp ngày hôm 31 tháng 10 thì khá thuận lợi. Nhưng mà khác với chuyến khác khác thì chuyến đi thăm này tôi thăm 2 tháng và liền một lúc. Ngày tiếp tục ngày mùng 1 tháng 11 tôi lại vào An Điền để thăm chồng tôi. Thì tôi được trại giam An Điền thông báo rằng vào tháng 9 năm 2023 thì chồng tôi bị kỷ luật 10 ngày, và họ chưa nhìn nhận được sự tiến bộ của chồng tôi, nên họ bảo là theo pháp luật thì chồng tôi 2 tháng mới được đi thăm một lần, và họ bảo tôi ký vào giấy thông báo này. Thì tôi cũng nói với họ rằng là việc ký kết thì tôi phải hỏi chồng tôi đã, nếu chồng tôi đồng ý ký thì tôi mới ký. Thì lúc đầu thì họ bảo là nếu mà không ký thì họ không giải quyết cho tôi vào thăm chồng, nhưng mà tôi nhất quyết là không ký. Thế nên khoảng 15 phút sau thì họ đưa chồng tôi ra, và họ cũng thông báo với chồng tôi về việc kỷ luật chồng tôi là 2 tháng mới cho chồng tôi cho gia đình tôi mới thăm vào thăm chồng tôi một lần. À, Và chồng tôi xin cắt ngang, thưa cô, tôi không hiểu tôi thế xin gặp tại hai sao mà ngày rồi. cái giấy kỷ luật từ tháng 9 2023 không đưa ra nói vào cái chuyến thăm gặp ngày 31 tháng 10, mà vào cái chuyến thăm gặp sau đó một ngày, ngày 1 tháng 11 thì lại đưa ra nói, tôi không hiểu, thưa cô. Vâng thưa chị, thì ngày nghĩa là họ bảo tôi là 2 tháng đi thăm một lần nhé, bởi vì À, trước là tháng 7 tôi đi thăm rồi, lên tháng 10 tôi đi thăm là bình thường thôi ạ. Nhưng đúng mà rồi. họ là bởi vì tôi tháng 10 tôi đi thăm rồi thì tháng 11 sẽ không được đi thăm nữa, tháng 12 mới được đi thăm ạ. Họ bảo là chồng tôi bị kỷ luật từ tháng 9 2023 rồi, nghĩa là hơn một năm nay rồi, thì họ lại nói rằng là bởi vì từ tháng 9 cho đến tận bây giờ, nghĩa là họ chưa nhìn thấy sự tiến bộ của chồng tôi, nên họ yêu cầu gia đình tôi là 2 tháng mới được thăm một lần ạ. À, là như Vâng vậy. Nhưng mà rồi ạ. là cô không chịu ký, nhưng mà cuối cùng họ cũng giải quyết cho cô vào thăm gặp Trịnh Bá Phương, chồng cô. Vâng ạ. Và chồng tôi cũng nói rằng là theo pháp luật ấy thì khi mà bị kỷ luật tại buồng giam thì sau 10 ngày đấy sẽ có 6 tháng theo dõi. Nếu mà không vi phạm điều gì trong trong trại thì sẽ được coi là tiến bộ. Nhưng mà từ tháng 9 2023 cho đến nay thì chồng tôi không vi phạm điều gì trong trại. Thế nên theo pháp luật thì là chồng tôi được coi là tiến bộ, nhưng mà trại lại cho rằng là chồng tôi chưa có sự tiến bộ. Tôi cho rằng là phía trại làm theo cảm tính và không dựa trên pháp luật đấy. Dạ vâng, cái pháp luật mà cô Thu nhắc đến đó là Nghị định 133 trên 214
NDCP khoảng 2, khoảng 3 cũng có nói đến là phạm nhân có quyết định kỷ luật đối với hình thức giam tại buồng kỷ luật thời gian theo dõi thử thách là 6 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật có hiệu lực. Mà trong thời gian theo dõi đó mà phạm nhân không có vi phạm thì khi hết thời hạn sẽ được công nhận là đã cải tạo tiến bộ. Thì đó là những gì mà quy định luật pháp của chính phủ Việt Nam ban hành. Thì sắp tới thì cô dự định như thế nào với cái quyết định này của trại? Dạ vâng thưa chị, thì ngày mai tôi sẽ gửi đơn tới Bộ Công an và trại giam An Điền khiếu nại về việc trại giam An Điền đã không làm theo đúng pháp luật ạ. Thì nhân vụ việc này thì tôi cũng gửi tới Bộ Công an và trại giam An Điền về việc họ cũng nhốt chuồng cọp đối với chồng tôi. Chồng tôi cũng bị nhốt chuồng cọp ở trong trại giam An Điền và cũng không có đủ ánh sáng hay là cũng không có không gian để tập thể dục hay là thể thao ạ. Trịnh Bá Phương ở trại An Điền cũng bị nhốt chuồng cọp. Từ bao lâu rồi thưa cô? Dạ vâng thưa chị, từ đầu năm 2024 ạ. Từ đầu năm 2024 đến bây giờ tức là hơn 10 tháng rồi. Vâng ạ. Chuồng cọp ở trại An Điền thì nó như thế nào? Cô có Dạ vâng thưa chị, thì chuồng cọp tại giam An Điền thì cũng giống y như trại 6 Nghệ An ạ. là như thế nào thưa cô? Dạ vâng thưa chị, thì họ nhốt trong một cái không khoang không gian nhỏ khoảng hình như là được 7 mét ấy. Họ cứ nhốt ở trong cái mình ở trong cái phòng đấy, chỉ có ở trong cái phòng đấy và không được đi ra ngoài ấy. Và họ những cái đồ dùng sinh hoạt của mình trước đây mình gửi vào thì có một số thứ thì họ đã cũng trả về Dạ vâng. không cho Dạ mình dùng nữa. vâng. À, vâng, thưa cảm ơn cô Trịnh Thị Nhung và cảm ơn cô Đỗ Thị Thu rất là nhiều. Em muốn nói thêm ạ. Vâng. Hôm hôm em đi thăm nuôi anh Phương xong à, anh Phương á, anh Phương cũng nói rằng là có anh Phan Công Hải mới bị kỷ luật, bị cùm chân chết cả hai chân ấy. Nghĩa là bị cùm cả hai chân nhá, nghĩa là mình không thể là mà nằm được ngủ á, phải ngủ ngồi á. Và phía trại giam An Điền cũng cho màn nhưng mà họ lại không cho mắc ạ. Mà chị cũng biết là trong trại giam thì là rất là nhiều muỗi ấy. Tức là Phương cũng thông tin ra bên ngoài về chuyện tù nhân chính trị Phan Công Hải đang bị nhốt ở trại An Điền, đang Vâng bị ạ, cầm hai anh chân. ấy bị anh ấy cũng bị kỷ luật ạ. Bị kỷ luật 10 ngày và bị cùm chết cả hai chân và họ không cho anh Phan Công Hải mắc màn. Có màn nhưng mà không cho mắc. Vâng, đó là thông tin về một tù nhân khác qua những cái gì mà anh Trịnh Bá Phương đã thông báo với vợ mình để nhờ đưa ra ngoài về tù nhân Phan Công Hải. Vâng, cảm ơn cô Trịnh Thị Nhung và cô Đỗ Thị Thu. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.